Nếu như mà khi mà chúng ta mới bắt đầu vào cái giao diện ở trên Lux ấy, thì nếu như mà đây là giao diện tin nhắn nhá, nếu như mọi người thấy tin nhắn nó mình nhắn với nhau nó hiển thị hết ở bên trái này đấy, thì nhiều khi mình nhìn nó hơi khó đọc đúng không, nó không giống như Zalo với lại Messenger mình hay quen ở bên đấy. Thì cách fix cái này là như thế nào? Bây giờ mình vào chỗ phần cài đặt này ở góc trên bên trái nhé. Đây mình vào cái phần setting này, đây setting này đấy, mình chọn setting rồi mình kéo xuống một chút. Đây ở cái phần tin nhắn này này, đây thì hiện tại nó đang ở giao diện bên trái. Bây giờ mình sẽ chọn chuyển nó sang dạng trái phải, rồi mình quay trở lại cái phần Messenger nhé. Thì bây giờ là tin nhắn nó đã hiển thị cho chúng ta một bên bên người gửi này là người ta ở bên trái, còn bên mình đây mình gửi cho họ đây là mình nhận đấy, mình ở bên phải này đấy. Như vậy thì thông tin nó sẽ dễ nhìn hơn tin nhắn cho mình, vì thường mình cũng quen với mấy cái app chat như kia rồi. Đấy thì đây là về cái phần tin nhắn.